chủ nhà thắng theo châu Á. Theo châu Á, BATE Bozizok thắng mùng 6 tháng 8 trận gần nhất, thắng mùng 8 tháng 10 trận sân nhà gần đây. Trong khi đó cũng theo tiêu chí này, SJK Helsinki thua mùng 7 tháng 8 trận gần đây, thua cả 7 chuyến làm khách vừa qua. Vì thế, các vị khách sẽ trắng tay ra về. Lưới dung hiệp 1, mùng 8 tháng 10 trận gần nhất của BATE Bozizok và mùng 5 tháng 7 trận vừa qua của SJK Helsinki có ít nhất một bàn thắng trong hiệp 1. Ngoài ra, mùng 6 tháng 9 trận sân nhà vừa qua của BATE cũng chứng kiến tối thiểu một lần lưới dung ở 45 phút đầu tiên của trận đấu. Dự đoán, 3-1 bạn chọn tỷ số nào?